Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến hoa hoa kiển đăng khôi, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu hoa kiển đăng khôi. Xin chào anh Phong. Rồi, chào em. Chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay trở lại kênh thì mình có một số mặt hàng như là cái gân, mai vàng, mà mai tứ quý để giao lưu cùng cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem ủng hộ kênh, ủng hộ cho em chân thành cảm ơn. Số điện thoại em là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Là chương trình em bao phí cho cô chú anh chị tới nhà nha cô chú anh chị, không làm mất thời gian của chú anh chị. Đầu tiên thì vô cây số 1 là cây khế gân. Dạ, cái lô khế này mua giá tiền nó cũng cao, giao lưu cây nó già lớn nha cô chú anh chị. Dạ, khế gân già lớn gì là chân cành gốc cành gì, giờ lâu lâu mới được vài cây cô chú anh chị ơi, cạn rồi. À, cây này thì cây chuẩn bonsai thú nha cô chú anh chị. Rồi, xin báo chi tiết thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 93. Dạ, hoành vị trí này là 38 cô chú anh chị. Cây này thú rất là có duyên cô chú anh chị, rất là già luôn. Cốt cành là có sẵn, về mình bật ra là mình lợp là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 1 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 4.200.000. Rồi, xin phép đổi. Tiếp theo nặng lắm. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 cũng là khế gân của chú anh chị. Cây này là cốt cành sửa theo kiển cổ của cô chú anh chị. Cũng lâu rồi chậm rồi mới được mấy khế nó già như vậy cô chú anh chị. Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 128. Dạ, cái tán ngang con tàn hiện tại như vậy là 68 cô chú anh chị. Dạ, hoành thân vị trí này là 48 cô chú anh chị. Tuốt trên cao của chú anh chị. Dạ, đế cái này cũng đều cũng đẹp mà của chú anh chị. Rồi, mã số 2 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 6 triệu đồng. Đây là gì à? Chừng 2 tháng là nó ra là mình lợp là nó đẹp rồi nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép đổi. Giờ tiếp theo là mã số 3. Dạ, cây này với cây hồi nãy là một cặp cô chú anh chị. À, cái này bể đặt.
Này là ra như thú đang ngồi. Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cái này nó có chiều cao là 130. Dạ, tán ngang hiện tại là 74. Dạ, hoành vị trí này là 41. Rồi, cây mã số 3 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 6.500.000. Rồi, xin phép đổi. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là cái gân của chú anh chị. Cái này nó có dáng bài của chú anh chị, cắt định hình. Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cái này nó có chiều cao là 68. Dạ, cần bay cũng là 68. Dạ, hoành thân vị trí này là 40 cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây mã số 4 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu đồng. Cây này già dữ lắm, già nha cô chú anh chị, lô này già dữ lắm rồi. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là khế gân của chú anh chị. Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cái này có chiều cao là 58. Dạ, hoành vị trí này là 34. Rồi, cây mã số 5 mà xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.500.000. Dạ, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 cũng là khế gân của chú anh chị. Rồi, báo chi tiết thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 73. Dạ, hoành thân vị trí này là 35. Cây khế gân mã số 6 xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 800.000. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là tứ quý cô chú anh chị. Mai tứ quý.
Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 98. Dạ, hoành thân chỗ này là 40 cô chú anh chị. Cây đế rất lực cô chú anh chị. Rồi, cây thứ quý mã số 7 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.200.000. Rồi, xin phép đổi. Lắc lại đây là thiên tiếp nặng lắm. Dán bất xuyên sống nè. Tiếp theo là mã số 8 cô chú anh chị. Số 8 cũng là mai tứ quý cô chú anh chị. À, xin phép báo chi tiết thông số. Cái này nó có chiều cao là 128. Dạ, hoành thân vị trí này là 39 cô chú anh chị. Cái này đế cung lực cô chú anh chị, đế lực mà đều luôn. Cốt cành thì cũng đều luôn. Rồi, mã số 8 mà xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.500.000. Rồi, em xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 9 cô chú anh chị. Mã số 9 là mai vàng nè cô chú anh chị. Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 52. Dạ, hoành vị trí này là 39. Rồi, cây mã số 9 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu đồng. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 cũng là mai vàng của chú anh chị. Dạ, cái này phần dưới nó xù hết trơn nha của chú anh chị. Rồi, xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 69. Dạ, này đo 2 thước cô chú anh chị tham khảo. Dạ, vị trí này là 43. Dạ, dưới này là 39 cô chú anh chị. Rồi, mã số 10 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.700.000.
Dạ xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 11 cô chú anh chị. Mã số 11 là mai giảo tự xoắn. Dạ cây mã số 11 cũng là mã số cuối cùng của clip con ngày hôm nay cô chú anh chị. Cây này nó cái đế nó thú thú lết lết nha cô chú anh chị. Có thể gì mình dựng dáng xuống một tí nữa cho cây bay vẫn được nha cô chú anh chị. Có hai cọng ghế chịu trước là giống như hai cái chân này rất là xinh. Rồi xin phép báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 99. Cây này ghép được 3 mùa gửi cô chú anh chị. Dạ hoành vị trí này là 31. Là đo trên cao của chú anh chị. Đo đây là nó ra 35 của chú anh chị. Này nó là mai giảo của chú anh chị. Nó ra tự xoắn lại mình không có sửa không có sang gì nghe của chú anh chị. Bông này bông giảo rất là đẹp. Rồi mã số 11 tôi xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 5 triệu đồng. Dạ mã số 11 cũng là mã số cuối cùng của clip con ngày hôm nay cô chú anh chị. Thì cuối video thì một lần nữa xin tổng chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ. Và xin chúc cô chú anh chị đang xem kênh vui vẻ, sức khỏe và làm ăn phát tài, vạn sự được như ý. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hoa Kiển Đăng Khôi để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.